Miss Lan đến từ chương trình Miss Lan English và rất vui khi được gặp lại các bạn và các phụ huynh trong cái chương trình mà cô sẽ review cái sách giáo khoa lớp 4. Nếu mà trên tay các em đang học cái quyển sách này thì chúng ta sẽ học theo cái quyển sách này. Và mục đích của cái chương trình mà cô dạy này, thứ nhất đó là cô sẽ review để xem coi là cái nội dung nó như thế nào để cô đánh giá về cái hiệu quả của nó. Và không đánh giá bằng lời, cô sẽ chứng minh bằng hành động, đó là cô sẽ dạy lại. Trong cái chương trình lớp 3 thì cô bảo là không có học theo sách, nhưng mà trong chương trình lớp 4 thì các mẹ hãy cho các em sử dụng sách giùm cô luôn ha. Cô sẽ sử dụng sách, mình sẽ học trực tiếp ở trong này luôn, được không? Và cái độ của nó cũng rất nhẹ, các mẹ có thể cho bé học song song cùng với chương trình của cô nếu mà thật sự muốn cho các em có thể giao tiếp chuyên sâu hơn, ok? Và hôm nay trong chương trình tiếng Anh lớp 4, Unit 1 có tựa đề là Number 1, Unit 1, Nice to see you again. So nice to see you again là gì? Cái chương trình của tiếng Anh lớp 4 này nó có liên quan đến cái tiếng Anh lớp 3, nên thành ra cái độ mà cô đi nó sẽ nhanh hơn. Nên nếu như các em lớp 4 mà cảm thấy là quên cái kiến thức của tiếng Anh lớp 3 thì cô yêu cầu chúng ta có thể quay lại, chúng ta học cái chương trình lớp 3 mà cô đã dạy. So unit 1, nice to see you again, nó khác với cái câu nice to meet you. Các em ơi, cái câu nice to meet you có nghĩa là gì nhớ không? Cái câu nice to meet you có nghĩa là rất vui khi gặp bạn, có nghĩa là lần đầu tiên gặp cô Hiền, lần đầu tiên gặp bạn của mình thì mình nói ô rất là vui khi được gặp bạn, rất là vui khi gặp cô, thì chúng ta có cái câu là nice to meet you. Nhưng mà bây giờ học xong lớp 3 rồi, chúng ta lên lớp 4 rồi, thì bây giờ không có còn là nice to meet you nữa mà là oh nice to see you again, có nghĩa là nghỉ hè rồi đó, bắt đầu mới quay lại lên lớp. Thì bây giờ gặp bạn, gặp bè thì chúng ta gặp lại, chúng ta vui quá, chúng ta nói được cái câu là nice to see you again. Thì chúng ta có cái từ là nice to see you ha. See có nghĩa là thấy, see là thấy. Oh, rất là nice, rất là happy để thấy you. You là cái người đang nói chuyện với mình, là thầy, là cô, là bạn, là cái người mà đang đối diện với mình thì đó là you, ok? Again là lần nữa. Chúng ta có again. So chúng ta có nice to see you again. Oh, gặp bạn gặp bè lại vui quá. Thì chúng ta nói oh nice to see you again. Ok. Rồi bây giờ chúng ta hãy đọc lại cái câu của cái tựa đề để các em nha. Rồi đọc cùng với cô nào. Nice to see. Cái chữ to á, mình đọc nhanh thì nó ra là to see you again. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đọc lại cái câu nha. Nice to see you again. 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 Đây là cái tựa đề của bài số 1 Unit 1. Và trong cái bài số 1 này, cái em là mục tiêu. Mục tiêu của bài số 1 này thì nó cực kỳ đơn giản thôi. Đó là greet your teachers in the classroom or at school, là cái mục tiêu của cái bài ngày hôm nay. Trong sách nó ghi luôn đó, chúng ta có greet là chào hỏi, chúng ta gặp ai chúng ta chào hỏi, thì cái động từ chào hỏi đó là greet your teachers, có nghĩa là chào hỏi giáo viên của bạn. In the classroom là trong lớp học, or at school hoặc là ở trường, ok? Yes. Và cái bài ngày hôm nay chúng ta được học đó là lesson 1. Ok, và đầu tiên thì chúng ta hãy nhìn vào cái mục số 1, ok? Trong cái mục số 1 này thì nó là look, listen and repeat, ok? Chúng ta có ba cái đoạn hội thoại. Cái đoạn hội thoại thứ nhất đó là cô Hiền tự trường vào rồi, thì cô Hiền vào trong lớp, cô Hiền chào cả lớp. Good morning class. Ha, class là lớp. Rồi, cả lớp mới la lên. Good morning, Miss Hiền. Ok, thì đó là cái đoạn hội thoại A. Rồi, cái đoạn hội thoại B, cô Hiền mới nói với cả lớp là nice to see you again. Rất vui khi gặp lại các em. Nice to see you again. Một lát nữa cô sẽ giải đọc. Bây giờ cứ hiểu trước đi, ok? Và cái đoạn hội thoại C, ha, thì cô Hiền mới hỏi Mai, bạn Mai, cô Hiền hỏi sao rồi, khỏe không Mai? How are you, Mai?
So Mai mới trả lời là I'm very well, thank you. And you? Well là tốt, là ok, là khỏe. Con rất là ok, con rất là well. Cảm ơn cô. Còn cô thì sao? I'm well. And you? Yes. Ok. Thì đó là cái đoạn hội thoại C. Cái đoạn hội thoại D. Thì một bạn đi học trễ thì bạn nó mới lui cui đi vào. Thì cái bạn đi học trễ này hình như bạn tên Nam thì phải. Thì bạn mới vào buổi sáng, bạn nói với cô Hiền: Good morning Miss Hiền. Chào Miss Hiền. Sorry, I'm late. Xin lỗi Miss Hiền, con trễ rồi, con đi trễ. Rồi cô Hiền mới nói: Yes, được rồi, ok thôi, come in, vào đi, come in. Rồi, ở đây các em thấy thì chúng ta có cái tính từ late là trễ. Tính từ late là trễ. Thì late, trễ là tính từ, nên chúng ta sử dụng được sau đọc từ to be là am. Ok, rồi cùng đọc lại tính từ trễ giùm cô nha. Late, late, late. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ nghe qua cái đoạn hội thoại này và tưởng tượng ra cái bối cảnh khi mà giáo viên và học sinh gặp lại nhau sau cái mùa tụ trường nha. Page 6, Unit 1. Nice to see you again. Lesson 1, Activity 1. Look, listen and repeat. A. Good morning, class. Good morning, Miss Yan. B. Nice to see you again. C. How are you, Mai? I'm very well, thank you. And you? I'm very well, too. D. Good morning, Miss Yan. Sorry I'm late. Yes, come in. Ok, và chúng ta thấy là trong cái cách chào hỏi thì chúng ta thấy có sự xuất hiện của những cái từ sau đây. Good morning là chào buổi sáng, có đúng không? Good morning, chào buổi sáng. Good morning là chào buổi sáng. Và trong tiếng Việt của chúng ta thì thường chúng ta buổi sáng chúng ta gặp nhau, chúng ta đâu có nhất thiết mà chúng ta nói chào buổi sáng, không có, chúng ta chỉ chào thôi. Nhưng mà trong tiếng Anh á, nó phân ra là buổi sáng thì là nói là good morning ha. Còn buổi trưa gặp nhau vào cái giờ trưa thì chúng ta sẽ nói là good afternoon. Và chúng ta chào buổi tối thì chúng ta có cái từ là good evening. Trước khi đi ngủ thì chúng ta có cái từ là good night. Và chúng ta tạm biệt thì chúng ta có cái từ là goodbye. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn về những cái từ greet, greetings, những cái từ mà chúng ta chào cô giáo của mình trong những cái giờ khác nhau. Ok. Number 2, point and say. Các em cùng đọc với cô nha. Chào buổi sáng thì chúng ta có cái từ là good morning. Good morning. Yes. Rồi, ở đây chúng ta có g, u, d, u nhẹ thôi. Good. 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 Và đây chúng ta có more, sắc more, morning. 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 Very good. Lúc nào thì good morning, chúng ta thấy từ 7 giờ đến trước, you know, 12 giờ thì chúng ta nói là chào buổi sáng. Good morning. Good morning. Yes. Và chúng ta có good afternoon là chào buổi trưa. Buổi trưa là sau 12 giờ đến khoảng là 6 giờ. Good afternoon và good evening là từ 6 giờ cho trước khi đi ngủ. Bây giờ các em hãy đọc lại cái từ good afternoon giùm cô nha. Chúng ta có good, good. Rồi. Noon, noon. U mạnh, noon. Afternoon, afternoon. Afternoon, yes. Và khi chúng ta nói nhanh thì chúng ta sẽ đá cái âm d qua cái chữ r thì chúng ta sẽ nghe là good afternoon. Good afternoon. Yes. Và chúng ta có cái buổi tối chứ không phải là trước khi đi ngủ nha. Thì chúng ta có e sắc e. Evening. Good evening. Chúng ta đá cái chữ d này qua. Good evening. Good evening. Good evening, yes. Thế thì
cái giờ buổi sáng thì chúng ta sẽ nói xin chào, chúng ta dùng good morning. Cái giờ mà buổi trưa thì chúng ta nói xin chào, chúng ta nói good afternoon. Và cái giờ buổi tối chúng ta nói xin chào thì chúng ta nói là good evening. Rồi, các em cùng đọc với cô nha. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái mục số 2 này. Cái đồng hồ ở đây là chỉ là 7 giờ. Ok? Thì ở đây là cô Hiền. Cái đoạn hội thoại 7 giờ thì chúng ta sẽ nghe là good morning. Cái đồng hồ ở đây thì chúng ta chỉ là 3 giờ thì chúng ta thấy là sẽ có là good afternoon. Và cái đồng hồ này chỉ là 7 giờ tối thì chúng ta sẽ có là good evening. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa nha. Page 6, Unit 1. Nice to see you again. Lesson 1, Activity 1. Look, listen and repeat. A. Good morning, class. Good morning, Miss Yen. B. Nice to see you again. C. How are you, Mai? I'm very well, thank you. And you? I'm very well, too. D. Good morning, Miss Yen. Sorry I'm late. Yes, come in. Page 6. Activity 2. Point and say. Good morning, Miss Yen. Good morning, Mai. A. Chào buổi sáng. Good morning. Good morning, lặp lại. Good morning. B. Good afternoon. Good afternoon. Buổi trưa. C. Good evening. Good evening. Và các em đã biết là buổi sáng thì chúng ta sẽ chào là good morning. Buổi trưa thì chúng ta sẽ chào là good afternoon. Và buổi tối chúng ta sẽ chào là good evening. Very good. Và bây giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ luyện nghe. Các em nhìn vào mục số 3. Listen and take. Listen and take có nghĩa là nghe và đánh dấu vào cái bức hình thích hợp. Thì tại sao chúng ta cần nghe và đánh dấu cái bức hình thích hợp vậy ta? Bởi vì khi mà chúng ta nghe và chọn đúng cái bức hình á, thì nó sẽ giúp cho chúng ta luyện tập cái khả năng phản xạ. Các em đang có cái quyển sách cơ đúng không? Đây là sách giáo khoa trong trường. Thì bây giờ một số 1 thì chúng ta thấy có 3 cái bức hình. Có 3 bức hình. Ở đây thì có mấy cái cô quậy 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 ở đây. Tại vì hồi trưa cô quên là cô quậy vô luôn. Nên thành ra là ok. So, các em hãy xem cái bức hình thứ nhất đó là gì? Đó là hình giữa 8 giờ sáng. Có thấy không? 8 giờ sáng là buổi sáng đúng không? Thì ai đây? Có một con bé Mai và cô Hiền ở đây. Rồi, nhìn cái bức bi mấy giờ? Bức bi đó là 3 giờ chiều. 3 giờ chiều là good afternoon đúng không? Thì này là bạn Nam với là cô Hiền. Rồi, còn bức hình C mấy giờ? 7 giờ tối. 7 giờ tối là bạn Nam hay bạn Phong vậy nè, với cô Hiền. Thế thì chúng ta sẽ nghe là bức nào nha? A, B hay là C? Và tương tự như vậy, ở mục số 2 này, chúng ta thấy cái bức hình thứ nhất đó là một cậu học sinh và một ông thầy. Bức hình thứ hai là một ông thầy chào, vẫy tay chào tạm biệt cậu học trò của mình. Và bức hình thứ ba đó là ở sân thể thao chơi bóng rổ và ông thầy dạy thể dục. Thế thì chúng ta hãy nghe, chúng ta xem là cái lời chào nó diễn ra ở cái bối cảnh nào. Nếu các em có thể chọn được, nó sẽ giúp cho mình phân biệt được cái bối cảnh chúng ta luyện nghe. Rồi, ở đây chúng ta có 3 cái bức hình. Cái bức hình đầu tiên là bức hình của ông bố chào tạm biệt cái đứa con của mình. Cái bức hình thứ hai đó là một bạn học sinh vừa vào lớp chào bạn của mình. Và bức hình thứ ba đó là cô giáo và học sinh chào tạm biệt lẫn nhau. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nghe xem là number 1 là bức hình nào và number 2 bức hình nào và number 3 bức hình nào nha. Nếu mà các bạn
nghe được thì chúng ta hãy comment cái A, B hoặc là C. Ví dụ như number 1 A, B, C, number 2 A, B, C, number 3 A, B, C nha. Các em lớp 4 thì chúng ta nhìn vào trong sách. Nếu hôm nay chưa chuẩn bị sách kịp thì hôm sau chúng ta nhớ là chuẩn bị nha. Page 7 Activity 3 Listen and tick. 1 Good afternoon, Miss Yan. Hi, Nam. How are you? I'm very well, thank you. And you? Fine, thanks. 2 Number Good 1 Good morning, Mr. Look. Good morning, Fong. It's nice to see you again. Nice to see you too. 3 Goodbye, Daddy. Bye-bye. See you soon. Chúng ta thấy number 1 là B. Number 2 là A. Yes. And number 3 là gì? Number 3 là A. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nghe lại một lần nữa nha. Page 7. Activity 3. Listen and tick. 1. Good afternoon, Miss Yan. Good afternoon. Hi, Nam. How are you? I'm very well, thank you. And you? Fine, thanks. Good afternoon. Thế là bước B là đúng rồi nè. Good morning, Mr. Look. Good morning. Good morning, Fong. It's nice to see you again. Nice to see you too. Yes, good morning. Đây, cái hình kia. Three. Good morning đây. Goodbye, Daddy. Bye-bye. See you soon. Chúng ta hãy xem cận cảnh là cái đoạn hội thoại mà chúng ta vừa được nghe là gì. Nếu trong cái phần mà chúng ta listen and tick, chúng ta chọn đúng cái bức hình rồi, thì các em sẽ được mẹ và cô giáo cho nghe lại và ghi cái đoạn ra để chúng ta nghe chính xác là cái cuộc nói chuyện là gì, để từ đó chúng ta luyện nói. Thì cái bức hình đầu tiên đó là Good afternoon, Miss Hien. Hi, Nam. How are you? I'm very well, thank you. And you? Yes, đó là bức B. Và cái đồng hồ chỉ là 3 giờ chiều. Number 2 Good morning, Mr. Look. Xin chào thầy Look. Ok, xin chào ông Look. Good morning, Phong. It's nice to see you again. Rất vui khi được gặp lại nè. Nice to see you too. Yes, chúng ta có good morning thì cái đồng hồ chúng ta thấy là chỉ lúc 8 giờ sáng. Có đúng không các em? Chúng ta có cái đoạn hội thoại thứ ba. Cái bức hình thứ ba là gì? Goodbye, Daddy. Goodbye, Daddy. Bye bye, see you soon. Và chúng ta có thể giúp cho cô là đọc đi đọc lại cái đoạn hội thoại này cho các em quen nha. Bây giờ chúng ta xem là buổi sáng là good morning, buổi trưa là good afternoon, và chúng ta có buổi tối là good evening. Yes, very good. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn cái bức hình. Cái bức hình A này là gì? Buổi sáng thì chúng ta có good morning, và chúng ta có buổi chiều, 3 giờ chiều, good afternoon. Yes. Và chúng ta có buổi tối là chúng ta có chào tạm biệt là goodbye. Goodbye. Thế thì các em hãy giúp cho cô viết ra cái chữ buổi sáng là gì? Good morning. Chúng ta có chào buổi trưa là good afternoon. Và chúng ta có chào tạm biệt là gì? Goodbye. Yes. Rồi. Cùng đọc lời này lại giùm với cô nha. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Goodbye. Goodbye. Rồi, ta sẽ tiếp tục bài học ngày hôm nay. Đó là tiếng Anh lớp 4, vẫn tiếp tục Unit 1, có tựa đề là Nice to see you again, là tụ trường vào, gặp bạn bè thì chúng ta sẽ nói là Oh, it's very nice to see you again. Nó rất là tử tế, nó rất là nice, nó rất là happy để có thể gặp lại bạn. Ok, và trong cái lesson number 2 này thì cuối cái lesson này chúng ta lại ôn lại tiếp theo, đó là chúng ta sẽ có khả năng nghe và lặp lại cái cách là chúng ta chào nhau như thế nào, thì lại ôn lại cái bài hôm trước nữa. Và chúng ta sẽ nói cũng như là đáp trả lại những cái lời nói goodbye như thế nào. Thì cái phần này đó là By the end of this lesson, students will be able to listen and repeat how to greet each other, say and respond to goodbyes. Ok, và đó là cái mục tiêu của bài học ngày hôm nay. Cô dạy y như sách giáo khoa, không thay đổi gì hết. Bây giờ thì chúng ta hãy nhìn vào sách trang số 8, page number 8. Ok, chúng ta hãy nhìn vào trang số 8. Thì các bạn thấy cái bức tranh A.
Cái bức tranh A này, ai đây? Đây là cô. Đúng rồi, đây là cô Hiền. Đúng không? Rồi, bạn này là ai đây? Bạn này là Hoa. Sao biết bạn này là Hoa? Các mẹ giúp cho các em lật ra cái trang đầu tiên của quyển sách đó. Xem cái mái tóc của cái cô bé này thì cổ tên Hoa. Thế thì tụ trường vào, Hoa mới gặp cô Hiền. Hoa mới giới thiệu là: chào cô Hiền, và buổi sáng. Hoa nói làm sao? Good morning Miss Hiền. Và Hoa giới thiệu là: I'm Hoa. Con là Hoa, em là Hoa. Và Hoa nói tiếp là: I'm a new pupil. Chúng ta có new là mới, và chúng ta có pupil là học sinh. Và đa số khi các em và các mẹ lớn, khi các mẹ và các em học lớn lên, thì một cái từ mà thông dụng hơn cái từ pupil, đó là từ student. Và đây, cái từ học sinh mà dành cho các em bé thì chúng ta sẽ dùng cái từ là pupil. Thì chúng ta hãy cùng đọc xem. Good morning, Miss Hiền. Good morning, Miss Hiền. I'm Hoa. I'm Hoa. I'm a new pupil. I'm a new pupil. Chúng ta hãy nhìn vào cái bức hình B. Chúng ta sẽ thấy là sau khi Hoa chào cô Hiền xong, thì cô Hiền nói cái gì với Hoa? Cô Hiền nói là: Hi, Hoa. Chào Hoa. Hi, Hoa. It's nice to meet you. Rất là nice, rất là vui, rất là tử tế, rất là happy để gặp em. It's nice to meet you. Sau khi mà Hoa nghe cô Hiền nói cái câu này, thì Hoa sẽ đáp trả như thế nào? Em cũng rất là vui khi mà em gặp cô nữa. Nice to meet you too. Nên mình có thể đáp trả lại khi mà ai đó chào mình mà mình cũng thấy vui khi mà người ta chào mình, thì mình có thể đáp lại bằng cái chữ to. To này có nghĩa là cũng vậy, em cũng rất là vui khi gặp cô nữa. Đó. Rồi chúng ta cùng đọc theo cô nha. Hi Hoa. Hi Hoa. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Bây giờ là khi mà tan học rồi, thì Hoa mới đi về. Hoa mới chào tạm biệt cô Hiền. Thì Hoa sẽ nói như thế nào? Goodbye. Goodbye Miss Hiền. Chào cô Hiền. Ok. Và cô Hiền cũng chào lại là: Bye Hoa. See you tomorrow. Chúng ta có tomorrow là ngày mai. See you tomorrow là gặp em vào ngày mai nha. Ok. Very good. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn cái đoạn hội thoại này một cái cách gần gũi hơn, để cho các em thấy rõ hơn. Và bây giờ chúng ta hãy nghe qua một chút đi. Nghe qua một chút. Page 8. Hiểu nha. Lesson 2. Activity 1. Look, listen and repeat. A. Good morning, Miss Hien. Good morning, Miss Hien. I'm Hua. I'm a new pupil. I'm a new pupil. B. Hi, Hua. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Nice to meet you too. C. Goodbye, Miss Hien. Goodbye, Miss Hien. Bye, Hua. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại cái này ha. Good morning. Good morning. Miss Hien. Miss Hien. Good morning, Miss Hien. Good morning, Miss Hien. I'm Hua. I'm Hua. Và chúng ta có cái từ học sinh, chúng ta sẽ nói như thế nào? Bật hơi ra. Pupil. 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 Very good. Và chúng ta có mới, cái tính từ mới này chúng ta học rồi nè. New. 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 Một học sinh mới thì chúng ta sẽ đọc là a new pupil. A new pupil. Em là một học sinh mới. I'm a new pupil. I'm a new pupil. Đó là Hoa giới thiệu với cô Hiền. Rồi, bây giờ cô Hiền chào Hoa lại. Hi Hoa. It's say giùm cô nha. It's nice. Nice. Nice say nha. Ok. Chúng ta có meet you. Khi mà đọc từ meet với từ you nhanh thì chúng ta sẽ đọc là meet you. Meet you. Meet you. Meet you. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Và cũng rất là vui khi được gặp cô nữa, cô Hiền ơi. Nice to meet you too. Nice. Chúng ta chào cô Hiền, chào tạm biệt cô Hiền nha.
Goodbye. Goodbye. Goodbye, Miss Hien. Goodbye, Miss Hien. Và cô Hien cũng chào tạm biệt Hoa. Bye, Hoa. Bye, Hoa. Chúng ta có see là gặp. See. See. See you. See you. Chúng ta có ngày mai là tomorrow. Tomorrow. Very good. Và trong đây chúng ta thấy là cái cách chào hỏi, ba cái cách thông dụng nhất. Và bây giờ chúng ta hãy học thêm một số cái từ vựng mà khi chúng ta chào tạm biệt, ngoài cái hôm trước là good morning, good afternoon, good evening, thì hôm nay chúng ta có cái cách chào tạm biệt là cái gì biết không? Chúng ta có tomorrow là trạng từ chỉ thời gian, có nghĩa là ngày mai, tomorrow. Rồi, chúng ta cùng đọc nha. Ta, ta, a ta, ta. M, o, mo, sắc, mó. R, o, ro, ro. Và chúng ta nhấn cái chỗ chữ mó. Rồi, bây giờ cùng đọc với cô nha. Tomorrow, 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 tomorrow. Và bây giờ chúng ta nói là gặp gặp bạn lại, gặp cô lại, gặp cái người đối diện với mình á, thì mình đều gọi là you hết. Gặp lại ngày mai nha. Mình nói như thế nào? See you tomorrow. See you tomorrow. Again, see you tomorrow. See you tomorrow. Gặp lại ngày mai là gặp lại. Còn gặp lại sau đó thì chúng ta có cái từ gặp lại sau nha. Thì sau chúng ta có cái từ là later. 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 Chúng ta nhấn ở phía trước later. 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 Gặp bạn lại sau nha. See you later. See you later. See you later. See you later. Và hôm trước chúng ta học buổi sáng là good morning, buổi trưa là good afternoon và buổi chiều là good evening. Vậy trước khi đi ngủ thì chúng ta có cái từ gì nè, có ai biết không? Đúng rồi. Trước khi đi ngủ thì chúng ta có cái từ là good night. Good night. Rồi, đọc lại nha. Âm u nhẹ thôi. Go good or good. 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 No. I night the night, night, good night, good night. Chúng ta cùng đọc lại nè. Tomorrow, tomorrow. See you tomorrow, see you tomorrow. Later, later. See you later, see you later. Good night, good night. Yes. Thì đây là một số cái từ vựng mà chúng ta học trong ngày hôm nay. Ha. Thế thì gặp lại ngày mai thì chúng ta sẽ nói như thế nào? See you tomorrow. Và gặp lại sau nha thì chúng ta sẽ nói như thế nào? See you later. Chào buổi tối, chào trước khi đi ngủ. Good night. Very good. Bây giờ chúng ta hãy nghe cái đoạn này. Page 8. Activity 2. Point and say. Chỉ và nói. Goodbye, Miss Hien. Chào cô Hien. Goodbye, goodbye, Miss Hien. See you tomorrow. Goodbye, see you tomorrow. Và xin mời các em hãy nhìn vào cái mục số 2, point and say, là chỉ vào cái hình và nói. Thì khi mà chúng ta, you know, nói cái lời chào thì chúng ta bắt đầu bằng từ good, good. Và bây giờ chúng ta hãy xem nè. Cái hình A á, cô Hiền trong lớp. Và cô Hiền vẫy cái tay chào tạm biệt. Goodbye. Okay. Và cô Hiền nói gặp lại các em sau nha. Gặp lại các em vào ngày mai nha. See you tomorrow. Nhìn cái bức B nè, chúng ta thấy là có hai người bạn và bạn Linda. Linda và Mai chào tạm biệt nhau. Thế thì hai người này chào tạm biệt nhau như thế nào đây? Goodbye. Gặp lại sau nha, tại chiều đi học gặp nữa. See you later. See you later. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn vào Mai. Cái bức C nè. Mai đang ở đâu? Mai đang ở trên giường. Và Mai trong cái đêm khuya có cái hình mặt trăng nè. Và Mai mới chào bố mẹ trước khi đi ngủ. Thì Mai nói sao? Good night. Good night. Chúng ta cùng lặp lại. Goodbye. See you tomorrow. Goodbye. See you tomorrow. Goodbye. See you later. Goodbye. See you later. Good night. Good night. Very good everyone. So let's continue now. So let's look at number 3. Let's talk. Hãy cùng nói đây. Let's talk. Hãy cùng nói chuyện nào. Bây giờ chúng ta có này. Nice to meet you là gì? Nice to meet you là rất vui khi được gặp bạn. Rất vui khi được gặp bạn thì chúng ta sẽ chào như thế nào? Rất vui khi được gặp bạn thì chúng ta có thể chào những cái buổi trong ngày.
Nếu nó rơi vào buổi sáng thì chúng ta chào là good morning. Nếu nó rơi vào buổi trưa thì chúng ta chào là good afternoon. Nếu nó rơi vào buổi tối thì chúng ta sẽ chào là good evening. Tại vì rất vui khi gặp bạn nè. Có ai lên giường ngủ mà nói rất vui gặp bạn không? Không. Chúng ta có see you tomorrow là gặp lại ngày mai. Thế thì chúng ta sẽ nói cái từ gì? Chúng ta nói là gặp lại ngày mai. Chúng ta có thể nói là chào tạm. Chào tạm biệt. Goodbye. Hoặc là ngủ ngon, mai gặp nha. Good night. Yes. Rồi, chúng ta cùng đọc nhanh lên nha. Good morning. Good morning. Nice to meet you. Nice to meet you. Good afternoon. Good afternoon. Nice to meet you. Nice to meet you. Good evening. Good evening. Nice to meet you. Nice to meet you. Goodbye. See you tomorrow. Goodbye. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Goodbye. Good night. See you tomorrow. Okay. Và bây giờ các em ơi, chúng ta sẽ qua cái phần đó là luyện nghe. Cái phần này chúng ta sẽ hơi giật mình một chút xíu. Các mẹ hãy giúp cho các em chú ý nha. Chúng ta sẽ luyện nghe. Thế chúng ta sẽ luyện nghe cái gì nè? So, cô xin mời các em nhìn vào trang số 9, cái mục số 4. Chúng ta có listen and number. Listen có nghĩa là nghe. Và number có nghĩa là đánh số. Đánh số cái gì? À, bây giờ trả lời cho cô xem có bao nhiêu bức tranh. Đúng rồi, có 4 bức tranh. Và chúng ta chưa nghe, chúng ta hãy dự đoán xem chúng ta sẽ nghe cái gì trước nha. Rồi, bây giờ chúng ta hãy nhìn vào cái bức tranh A. Chúng ta có bạn này là bạn Mai. Mai có cái tóc đuôi ngựa nè. Bạn này là bạn, bạn này là bạn Tom. Tại sao biết bạn Tom? Ở phía đầu trang sách nó có cái tên. Bạn Tom đến từ Mỹ và bạn Tom tóc vàng vàng nè. Và hai bạn này vẫy tay chào. Chào nhau, chào tạm biệt nhau, đúng không? Thế thì chào tạm biệt nhau thì chúng ta sẽ thường có khuynh hướng nghe cái gì? Goodbye. Or, you know, something like that, right? Cái này có thể là chào tạm biệt. Hoặc là có thể là chào nhau đến từ xa. Mình không biết được ha, mình dự đoán thôi. Và cái bức B nè. Chúng ta thấy đây là ông thầy Lộc. Ông thầy Lộc kêu ông là Mr. Lộc. Thầy Lộc, ông Lộc, chú Lộc hả? Thầy Lộc, Mr. Lộc. Và cái này là chắc hẳn là chào tạm biệt rồi đúng không? Rồi đây là bạn Tom. Thế thì cái đoạn hội thoại này, Tom và Mr. Lộc sẽ chào tạm biệt. Or maybe là goodbye Mr. Lộc. Và Mr. Lộc nói goodbye Tom. Chúng ta hãy nhìn vào cái bức C đây. Đây là cái cuộc hội thoại giữa Tom với lại cô Hiền. Cái này chắc là chào nhau quá. Chắc không phải chào tạm biệt đâu, chắc chào nhau quá. Chúng ta sẽ đoán xem cô Hiền với lại Tom sẽ nói cái gì. Đây là chào nhau chắc chắn rồi. Tại sao? Tại vì hai đứa, một đứa cầm ly trà sữa, đứa cầm cuốn tập, hai đứa bắt tay nhau nè. Bạn này là bạn Phong, tóc xoăn đeo kiếng. Thế thì hãy dự đoán xem là cái hình này sẽ nói cái gì. Và chúng ta sẽ cùng nghe. Nếu như cái đoạn hội thoại thứ nhất nó là bức hình B thì chúng ta đánh một B. B chúng ta sẽ đánh số 1. Nếu cái đoạn hội thoại thứ hai chúng ta nghe là C, chúng ta đánh số 2. Nếu mà theo tiếp tục đoạn hội thoại thứ 3 là D thì chúng ta sẽ đánh số 3. Và đoạn hội thoại 4 mà nếu nó là A thì chúng ta sẽ đánh số 4. Và chúng ta sẽ nghe cái đoạn này 2 lần thôi. Page 9. Activity 4. Listen and number. 1. Good morning, Miss Hien. Good morning. What's your name? My name's Tom. T-O-M. Tom White. I'm from America. 2. Hello, I'm Tom. I'm from America. Hello, Tom. I'm Mai. I'm from Vietnam. Nice to meet you, Mai. Nice to meet you, too. 3. Hi, Tom. How are you? Hi, Fong. I'm very well, thank you. And you? I'm fine, thanks. 4. Goodbye, Mr. Lock. Bye-bye, Tom. See you tomorrow. Các em có câu trả lời chưa nào? Chúng ta sẽ nghe lại lần thứ hai nha. Page 9. Activity 4. Listen and number. 1. Good morning, Miss Hien.
Good morning. What's your name? My name's Tom. T-O-M. Tom White. I'm from America. 2. Hello, I'm Tom. I'm from America. Hello, Tom. I'm Mai. I'm from Vietnam. Nice to meet you, Mai. Nice to meet you, too. 3. Hi, Tom. How are you? Hi, Fong. I'm very well, thank you. And you? I'm fine, thanks. 4. Goodbye, Mr. Locke. Bye-bye, Tom. See you tomorrow. Yes. Đáp án của chúng ta là 1C, 2A, 3D, and 4B. And this is the answer, everyone. So this is the answer. Đây là câu, đây là cái đáp án. Các bạn làm có đúng không? Nếu mà làm đúng có nghĩa là chúng ta đã có thể nghe và làm thực hiện được cái bài tập này. Chúng ta thấy A là number 2 đúng không? Và cái đoạn này thì là Mai nói với Tom như thế nào? Hi, I'm Mai, I'm from Vietnam. Hi, Tom. Hi, Mai, I'm Tom. I'm from America. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thì cái đoạn đầu tiên này là hai người này chào nhau buổi sáng, đúng không? Người này giới thiệu là đến từ Việt Nam, tên Mai. Người này là Tom, đến từ Mỹ. Rất là vui khi được gặp lại, gặp bạn. Ok, yes. Còn cái đoạn B này thì là number 4. Khi mà dạy học xong thì thầy Lộc mới chào Tom. Goodbye Tom, goodbye Mr. Lộc. Và cái C này là number 1. Cô Hiền hỏi, good morning, what's your name? Oh, my name is Tom, Tom White. Và cái bức này là chào nhau. Hey, how are you? I'm fine, thanks. And you? I'm very well, thank you. Đó. Thì bốn cái cuộc hội thoại này thì chúng ta đã được học rất là nhiều, cũng như trong lớp 3 chúng ta đã học rồi. Yes, so let's continue now everyone. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục bài học ngày hôm nay thôi. Look at number 5. Yes, chúng ta có look and write. Đây là Mai và đây là Tom. Thế thì chúng ta sẽ thấy là Mai sẽ nói như thế nào? À, xin chào. Hello, I'm Mai. Và I'm from Vietnam. Đó là Mai nói. Thế bây giờ mình giới thiệu mình, tên Lan, mình đến từ Việt Nam thì mình nói được không? Hi, I'm Lan, I'm from Vietnam. Thì lúc mà bạn Tom nghe vậy, bạn Tom nói, chào, hello, tôi là Tom. I'm Tom, I'm from America. Chúng ta có nước Mỹ là America. M-E sắc mé, R-E-R-E, K-K, America. Đọc lại cùng với cô nha, nước Mỹ, America. America. Hello, I'm Tom. I'm from America. And we have number 2. Good morning. Good morning, yeah. Good morning, Mr. Good morning, Mr. Lau. Good morning, Mr. Lau. Ông thầy Lau chào là sao? Good morning. Good morning, Tom. Nice to meet you. Và đây là bạn Tom. Bạn Tom và mẹ của Tom. Okay. Thế thì trước khi đi ngủ, Tom nói gì với mẹ? Good night. Good night, Mom. Good night, Tom. Và cái đoạn này thì nó có là A, B. Các em có thể đóng vai với bạn của mình, với mẹ của mình. Một người A, một người B để thực hiện cái đoạn này. Dùng cô. Và chúng ta vừa kết thúc, you know, lesson number 2 của tiếng Anh lớp 4. Qua sẽ tiếp tục qua bài số 3. Lesson number 3. So look at number 1, listen and repeat. Thì chúng ta có âm L và âm N. So âm L và âm N trong tiếng Anh thì nó là phụ âm. Phụ âm trong tiếng Anh á là những cái âm mà bắt buộc chúng ta phải cử động răng, lưỡi, môi của mình để tạo ra âm thanh, âm L với âm N. Chúng ta thấy âm L trong tiếng Anh thì là phụ âm. Chúng ta đọc sao? L. Các em đọc theo cô nha. L. 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 Thì đây là phụ âm L. Thế thì ở đây chúng ta có Linda. Linda là tên của cái cô con gái. L-I-L-I-N-A Lin. L-I-L-I-N-A Lin. D-D-A. Linda. Linda. Và chúng ta có âm N.
N. Thế thì chúng ta có cái từ chúng ta đã học rồi hôm trước nè, đó là chào tạm biệt trước khi ngủ. Thì chúng ta có cái từ là good night. Good night. Bây giờ chúng ta nghe thử nha. Page 10. Lesson 3. Trang số 10. Activity 1. Trang số 10. Listen and repeat. Trang số 10 đó. L. Linda. Linda. Hello, Linda. Hello, Linda. N. Night. Night. Good night. Good night. Bây giờ chúng ta lặp lại với cô một lần nữa nha. Page 10. Lesson 3. Activity 1. Listen and repeat. Lặp lại nè. L. L. Linda. Linda. Hello, Linda. Hello, Linda. No. No. Night. Night. Good night. Good night. Very good, everyone. So now let's continue. So now let's look at number 2. So we have listen and circle. We have listen is listen là nghe, listen. And chúng ta có circle. Circle là khoanh tròn. Đọc lại dùm câu từ này đây. Circle. 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 Chúng ta có listen là nghe. Listen and circle. Thế thì đầu tiên chúng ta phải nghe và chúng ta khoanh tròn. Thế thì chúng ta sẽ nghe bao nhiêu câu? Chúng ta sẽ nghe 4 câu. So number 1, hello, tôi là A, Linda, B, Nan. Thì nếu mà các em nghe là Linda thì các em sẽ khoanh tròn A. Các em nghe là Nan thì các em sẽ khoanh tròn là B. So number 2, I'm from, tôi từ A, Vietnam. Nếu đến từ Vietnam thì khoanh tròn A. England, nếu đến từ nước Anh thì khoanh tròn từ England. Chúng ta có England là nước Anh. Everyone, so chúng ta hãy nhìn vào cái từ nước Anh xem. England, chúng ta nhìn nè. I-ng, ing, 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 gl, gl, and, gland, England, England là nước Anh. Chúng ta nghe hai vần nha. Ing ing sắc ing gl and gland gland England England. So I'm from A, Vietnam, B, England. So A or B. So number 3, my name's Linda. Tên của tôi là Linda. Thế thì Linda sẽ nói hi hay là hello đây. So number 4, we have good night hay là good afternoon. Bây giờ chúng ta sẽ nghe qua một lần một thôi. Và các em sẽ khoanh tròn giùm cô A hay là B nha. Chúng ta khoanh tròn theo đúng trong sách giáo khoa. Và đây là trang số 10. Trang tiếng Anh là page. Page 10. Okay? So listen and circle. Are you ready? Let's go. Page 10. Lesson 3. Activity 1. Listen and repeat. L. Linda. Hello, Linda. N. Night. Good night. Page 10. Activity 2. Listen and circle. Then write and say aloud. 1. Hello, I'm Nam. 2. I'm from England. 3. Hello, my name's Linda. 4. Good night. Yeah. Page 10. Activity 3. Yes. So, các bạn có đáp án không nào? Yes. Number 1. Number 1 A or B? 1B, 2B, 3B, 4A. Yes, exactly. Number 1, B. Hello, I'm Nam. Number 2, I'm from England. Number 3, hello, my name's Linda. My name's Linda. And number 4, good night. Yes, okay.
So chúng ta đã xong cái phần listen and circle rồi. Chúng ta có say aloud là nói lớn lên. Rồi bây giờ hãy cùng nghe và lặp lại cùng với cô nha. Hello. Hello. I'm Nam. I'm from, tôi từ. I'm from England. I'm from England. Hello. Hello. My name's Linda. My name's Linda. Good night. Good night. Và phần tiếp theo của ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ read and answer the questions. Chúng ta sẽ read cái gì đấy các em ơi? Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào trang số 11 trong sách giùm cô page 11. So we have read and answer. Chúng ta đọc và trả lời. So, nhìn vào trên cái màn hình này, các em hãy cho cô biết là các em thấy được là chúng ta có bao nhiêu cái bức hình? Chúng ta có hai bức hình, có đúng không? Yes, đúng rồi. Ở đây chúng ta có cái student's card. À, chúng ta có cái student's card. So, cái student's card là cái gì đây? Cái student's card là cái gì đây? Cái này chúng ta không có đọc là student card nha. Cái chữ này tiếng Anh đọc là card. Card. Đây, cô ghi ra rồi cô giảng cho nè. Trong tiếng Anh có sở hữu đúng không? Sở hữu cách thì chúng ta có của cái nào thì nó, cái người sở hữu sẽ đi trước. Ví dụ như của học sinh ha, của học sinh thì chúng ta sẽ có cái student's phẩy S. Cái card này tiếng Việt gọi là gì? Card là thẻ hả? Nếu như là sinh viên á thì gọi là thẻ sinh viên. Còn nếu mà là học sinh á thì sẽ gọi là thẻ học sinh. Hôm trước là chúng ta có cái từ học sinh là gì? Hôm trước chúng ta có cái từ học sinh là pupil ha. Nhưng mà cái từ mà nó chung hết thì chúng ta gọi cái từ student là cái từ chung hết. Thế cái thẻ học sinh hoặc cái thẻ sinh viên thì chúng ta đều có thể gọi là cái thẻ của sinh viên, cái thẻ của học sinh, student's card. Bây giờ cùng đọc nha. Ok, right. Sợ yêu tiêu, sợ yêu tiêu sắc tiêu. Steal, đơ đơ nà dent, dent. Sợ tiêu sắc tiêu, sợ ta. Steal, student. Ở đây nó có phải S, nên ở đây các em xì giùm cô chữ S nha. Students. Card. Student's card. Ở đây chúng ta có student's card, thẻ học sinh. Có hai cái thẻ học sinh. Một cái thẻ học sinh của bạn này, tên của bạn là Đỗ Thúy Hòa. Chúng ta có name là gì nhớ không? Tên Đỗ Thúy Hòa. Chúng ta có hometown là cái quê hương, cái nơi mà bạn đó sinh sống. Ok, chúng ta có hometown. Hometown là quê hương nha. Hometown là ở Hà Nội, Việt Nam. Và chúng ta có school. School là trường Nguyễn Du. Chúng ta có trường tiểu học primary. Primary school là trường tiểu học. Âm U kéo dài ra. School. So, Nguyễn Du Primary School, class 4A, lớp 4A. Hãy xem cái bạn. Bạn này tên gì? Tony Jones. Chắc hẳn Tony là tên rồi. Jones. Có thể là họ. Tại vì trong tiếng Anh thì tên nó đi trước. So, hometown, Sydney. Sydney là một thành phố nổi tiếng của nước Úc. Ở tiểu bang New South Wales. Thủ phủ của tiểu bang New South Wales của Úc. Australia. Chúng ta có Australia là nước Úc. Chúng ta có school, Nguyễn Du Primary School, class 4A. Và ở đây cô có 4 cái câu hỏi. Và bây giờ các em hãy viết cái câu trả lời giùm cô nha. What is the girl's name? Chúng ta có the girl là cái cô con gái đó. Chúng ta xác định được cái cô mà chúng ta đang nói tới. Nên chúng ta có cái mạo từ the ở đây. The girl and the boy, cái cậu con trai. The girl and the boy. Cái tên của cái cô con gái, the girl's name. And where is she from? Và cô ta đến từ đâu? What is the boy's name and where is he from? Bây giờ chúng ta viết cái câu thứ nhất đó là tên của cô ấy là Đỗ Thúy Hoa. The girl's name is Đỗ Thúy Hoa. Hoặc là chúng ta có thể nói her name
is, her name is Đỗ Thúy Hoa. And number two, where is she from? Cô ấy đến từ đâu? Where is she from? She là chủ từ, đóng vai trò là đại từ trong câu. Where is she from? She is from Hà Nội, Việt Nam. So what is the boy's name? Chúng ta có thể nói the boy's name is, hoặc là chúng ta nói hay hơn là tên của anh ta là, thì chúng ta có thể nói là his name's Tony Jones. Where is he from? He is from Sydney, Australia. These are the answers. So what is the girl's name? Her name is, hoặc là her name's Đỗ Thúy Hoa. Where is she from? She's from Hanoi, Vietnam. And what is the boy's name? His name's Tony Jones. And where is he from? He's from Sydney, Australia. Và cái phần viết này sẽ tập cho các em có thể có khả năng viết những cái câu đơn giản. Write about you, number 5. Write your name, your hometown, and your school. Là các em hãy viết tên, hãy viết cái hometown của mình. Và cái hometown là cái quê hương của mình á, và trường của mình. Rất là đơn giản thôi. So my name is, viết tên của mình vô. Và ở trong đây thì nó khuyến khích là viết hết tên họ. Thì các em cứ viết hết tên họ giùm cô. I'm from, thì các em hãy ghi cái tên mà các em đến, cái tên, cái nơi, thành phố mà các em đến. Rồi sau đó là Việt Nam. Và cái my school is, thì mình ghi cái tên trường. Ví dụ như my name is Huỳnh Thúy Lan. Hometown, Cantha, Vietnam. School, Trần Quốc Toản, primary school. Class 4A4. Và chúng ta thấy đây là ba cái câu lúc nào chúng ta cũng có cái chủ từ. My name là chủ từ. Và sau đó các em thấy là động từ to be là is. I là chủ từ. Và sau đó động từ to be là am. My school là chủ từ. Và động từ to be là is. Và hãy nhớ, trong một câu khi các em viết, lúc nào cũng phải có chủ từ và động từ. Và đó là kết thúc của cái bài ngày hôm nay. Và hy vọng là bài ngày hôm nay đã giúp được cho các em. Ok, so goodbye everybody. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye.